Chào các bạn nha, mình đang đứng trước cổng chùa Pháp Hải thuộc số 195 trên 2 đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long nha các bạn. Chùa hiện tại mình đang xây dựng nha, mà mình nghĩ là trong tương lai là có thể rất là đẹp nha các bạn. Rồi mời các bạn đi tham quan với mình ha. Còn đây là toàn cảnh chùa Pháp Hải nha các bạn. Cảnh quan bây giờ thì còn bề bộn lắm, tại đây chắc còn đang xây dựng cho nên là bề bộn lắm. Cho nên là mình hẹn có thể là cắt clip sau rồi mình có thể là đẹp hơn. Clip này mình các bạn xem với mình nha. Đây trước cổng chùa có hai tượng Phật rất là lớn. Tượng Phật Di Lặc và tượng Phật Bà nha bạn các bạn. Là mình được có hai hàng, ủa một hàng, hai hàng, ba hàng, bốn hàng, năm, sáu, mình có được sáu hàng mà cây mai kiển nha các bạn, sáu hàng rất đẹp. Đây sáu hàng mai kiển nha, rất đẹp nha các bạn. Chùa mình đang xây dựng cho nên là còn dở dang lắm, cho nên là mình hẹn các bạn cắt clip sau ha, các clip sau có thể là đẹp hơn. Giờ mình quay tạm clip trước đầu để cho các bạn xem đi những công trình đang xây dựng nè. À còn đây là bên đây là hồ nước nha các bạn. Nước là có cách mà sư ni để ngồi đây để mà dạo ngắm cảnh hồ nước nha các bạn. À, dạ chào thầy. Dạ. Có sư thầy đang ngồi không gió. Đây là các tượng Phật nha các bạn. Các tượng Phật tại chùa nha các bạn. Mỗi vị Phật là mỗi tư thế nha các bạn. Đây, vị này là thấy cười vui vẻ thì chắc là lúc nào cũng vui vẻ hết. Lúc nào cũng vui vẻ hết. Tới trầm ngâm quá mà chắc là đang mà niệm Phật. À, gì đây? Mất tiêu rồi. Còn vị này đang ngồi trên con sư tử. Yeah. Còn đây là tượng Phật Bà nha các bạn.
con. Đây là một tượng khác ngồi trên sư tử nha các bạn, sư tử đá nha. Còn tượng này là thấy vẻ mà suy tư quá, không biết dư gì đây mà suy tư quá. Còn vị này đang xách cái bị gì đằng sau không biết. Còn vị này còn vị này thấy vui vẻ quá. Còn gì này đang suy tư gì đấy không biết, đang liếc ai mà còn có mặt. Rồi công trình mình đang xây dựng nha các bạn, công trình chùa mình đang xây dựng nha các bạn. Đây. Chiều dẫn tôi đi nhậu là được rồi hả? Làm công nhân mà. Lần này là đây các công nhân mình đang xây dựng chùa. Còn đây là hồ cá của chùa nha các bạn, chắc là cá có dưới mà chắc là buổi trưa cho nên là cá dưới xuống dưới sông với ao hết rồi, ao hết rồi cho nên là mình không thấy con nào hết trơn ấy. Còn xa xa là mình thấy có một cây, cây này chắc là cây, cây này cây gì vậy ta, cây gì mà trái đẹp quá trời, để hỏi thầy đi chứ mình cũng không biết cây gì nữa. Thầy ơi cho con hỏi tí thầy ơi, cây này mình cây gì vậy thầy? Mà cây sa la ha, mà đẹp quá trời ha. Mình gốc ở đâu ha, cây mấy cây nè mình xin ở đâu ha? Ra ngoài mua ngoài chỗ tiệm cây. Ôi vậy ha. Đẹp quá chứ. Rồi các bạn xem nha. Có mấy cái cây có co bông rồi, có trái luôn rồi nè. Xa xa đẹp quá.
Rồi clip này mình cũng đã dài nha các bạn, mình tạm ngưng đây nha các bạn. Mình hẹn lại các bạn ở các clip sau ha. Rồi nếu mà trong clip của mình có mà trục trặc sơ suất gì các bạn cũng bỏ qua cho mình nha, tại vì mấy clip này cũng là cái clip mấy clip đầu tiên cho nên là mình cũng còn sơ suất nhiều lắm, cho nên là xem xong nhớ bỏ qua nha các bạn. Rồi nhớ bình luận ở dưới cho mình biết để mình có kinh nghiệm ha. Rồi cảm ơn các bạn nhiều nha, chào tạm biệt các bạn.